to meet you again in a new part of Unit 1, Unit about friendship. Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp lại các bạn trong một phần mới của bài số 1, bài về tình bạn của chúng ta. And the new part today is about the grammar and pronunciation. Và phần học mới của chúng ta ngày hôm nay sẽ về ngữ pháp và phát âm. Now, first of all, I want to give you some just a small game before we move to a new part about pronunciation. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu vào cái phần phát âm thì tôi sẽ có một cái trò chơi nhỏ dành cho các bạn. Take a look. So the pronunciation today is about the j, z and j. Và phát âm hôm nay của chúng ta thì sẽ về z và j. Hôm nay chúng ta sẽ học hai phát âm là z và j nha. There are some words. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái từ. We have jam, children, passenger, dangerous, tangible, village, cheese, mussel, witch, joke, January, and dirt. Và ở đây thì mình sẽ có một vài từ. And you have to put it into two columns. Và bạn sẽ phải đặt nó vào hai cái cột. Z and J. Mình sẽ đặt nó vào cột Z hoặc là đặt nó vào cột J. Vậy thì mình phải phát âm nó mình mới biết được nó nên đặt vào cột Z hay là J. But first of all, please repeat. Nhưng mà đầu tiên mình hãy đọc theo tôi nhé. First, Z, Z, Z. And the second column, cột thứ hai là J, J, J. Now, let me give you one example. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ nhé. For example, the first word, jam, jam. So we put it in the first column because it pronounced j. Đầu tiên thì mình sẽ đặt chữ jam vào cái cột thứ nhất bởi vì mình phát âm nó là z, z, jam, z, jam, z. Các bạn anh thấy dễ không? Rồi bây giờ mình sẽ đặt nó vào jam nha. Next, with the word children, children. Children thì mình phát âm là ch, ch, children, children. Vậy thì mình sẽ đặt nó vào cột số 2, the second column, ch. Now, I do two examples for you. And it's your turn to practice and put it into two columns. Bây giờ thì tôi đã làm thử hai cái ví dụ cho các bạn. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ phát âm và đặt những từ còn lại vào hai cột đó. 1 minute for you to practice pronunciation and put the word into two columns. Begin. Start. Now finish. Let's check the answer. Sau khi mà mình đã đặt rồi, đã phát âm rồi, đã đặt từ vào hai cái cột rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng kiểm tra lại, coi coi mình có đặt đúng hay không nha. Now with the word passenger, passenger, thì mình phát âm là j, passenger, passenger. Vậy thì mình sẽ đặt nó vào the first column. That's it. Now with the word dangerous, dangerous, dangerous. So we pronounce j, j, j. So we put it in the first column. That's it. With the word changeable, changeable, changeable. So we pronounce j, j. So we put it in the second column. With the word village, village, village. So we put it in the first column.
That's it. So with the word cheese, cheese. So we pronounce ch, cheese, ch, cheese. So we put it into the second column. So with the word mutual, mutual, mutual. So we pronounce ch, ch, mutual, mutual. So we put it into the second column. And with the word which, which, which. So we pronounce ch, ch, ch. So we put it into the second column. With the word jock, jock, jock. So we pronounce j, z, jock, jock. So we put it into the first column. And with the word January, January, January. So we pronounce j, z, z. So we put it into the first column. And with the last word, we pronounce judge, judge, judge. So we put it into the second column. That's it. Great. So we just finished the small game. Vậy thì mình đã vừa hoàn tất xong cái phần game nhỏ của mình rồi đó. Có dễ không nè? Mình chỉ cần chú tâm vào cái phát âm mà mình học hôm nay, đó là z và ch. Vậy thì the first column. Now with the second column, we pronounce ch, ch, ch. Với cái cột thứ hai thì mình phát âm ch. It look like ch in Vietnamese. Nó giống như là mình phát âm chữ ch ở bên tiếng Việt vậy. Mình phát âm ch, ch. Còn với cái cột thứ nhất, with the first column, so we pronounce z, z, z. So we can recognize it's the plus between z and z. Vậy thì cái cột đầu tiên thì nó sẽ là ghép của hai từ, của hai từ the và z. Thì mình sẽ bật z, z, z. Now let's move to a new part, pronunciation. Vậy thì mình bước vào phần pronunciation của mình nhé, vào phần phát âm nhé, bước vào bài học chính của ngày hôm nay. So with the word, with the pronunciation z, z. So we remember there are some words that we put into the first column. Now check it out. Bây giờ mình hãy cùng nhau nhớ lại những cái từ phát âm z mà mình vừa đặt, vừa đặt vào cái cột thứ nhất trong cái phần trò chơi hồi nãy, thì mình nhớ ra nó là gồm có những từ gì và lấy ra luyện lại một lần nữa nhé. That's it. There are some words that we just play a game. Và đây là một vài từ mà mình vừa chơi game hồi nãy xong ha. Bây giờ thì mình hãy nhìn xem lại cái phần phiên âm của nó và đọc nó lại một lần nữa nhé. Nào, James, James, James. Chalk, chalk, chalk. Remember the k, k sound. Mình phải nhớ cái âm k, k của chữ chalk nha. One more time. Chalk, chalk,